Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 27 phần 8 Viễn Cổ Đại Lục, Tiêu Viêm phát hiện có người đang đi vào ngôi nhà nguyên tinh. Tiêu Viêm phi ra cánh cửa có một con sư tử còn lại. Hắn cho một ít máu vào cánh cửa. Sau đó Tiêu Viêm lùa theo đám người Phương Hoa. Chuyển sang tập 28 phần 8 Viễn Cổ Đại Lục, hơn 10 người đã di chuyển đến trước cổng ngôi nhà nguyên tinh. Đồng Hiểu đang khen Diệp Hoa về tin tức ngôi nhà nguyên tinh do một vị đấu tổ để lại. Đôi lúc này một con sư tử trên cánh cửa đã thức tỉnh. Diệp Hoa phát hiện con sư tử trước mặt là con Tật Phong Băng Sư Đấu Đế 6 sao trung kỳ, chuyên gia hệ băng tấn công. Đồng Hiểu cũng chưa hiểu tại sao con sư tử này lại sống ở Bắc Minh chi địa, tại sao xuất hiện ở chỗ này. Nên đám người Đồng Hiểu đang thảo luận giết cách giết con sư tử. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đã đuổi kịp đám người Phương Hoa và Lâm Kỳ. Tiêu Viêm kể sơ qua 10 người vừa đến đã bị con sư tử bên ngoài chặn đường. Sau đó đám người Tiêu Viêm đi hết cả ngôi nhà nguyên tinh. Họ chỉ nhận được một số đấu ký công pháp cấp thấp. Về phần đám người Diệp Hoa, sau khi làm nồi lẩu thịt được con sư tử, Diệp Hoa nhìn thấy đám người Tiêu Viêm hơn chục người đấu đế 5 sao sơ kỳ. Diệp Hoa nhìn thấy đám người Tiêu Viêm hơn chục người đấu đế 5 sao sơ kỳ. Hắn chưa hiểu nhóm Tiêu Viêm đã đến ngôi nhà nguyên tinh trước. Lâm Kỳ và mọi người muốn rời đi. Đồng Hiểu xin nhóm Tiêu Viêm bỏ hết đồ trên người giao lại cho hắn. Hắn sẽ tha cho tổ đội Tiêu Viêm rời đi an toàn. Tiêu Viêm cho đám người Đồng Hiểu đến mà lấy. Vì vậy Diệp Hoa nói chuyện với Tiêu Viêm là không để lại đồ trên người sẽ chết. Tiêu Viêm nhận định Diệp Hoa đấu đế 6 sao sơ kỳ, khả năng trên người có rất nhiều đồ tốt. Hắn có ý định đánh đám người Diệp Hoa cướp đồ. Điều này đã làm Diệp Hoa đấu đế 6 sao sơ kỳ lao vào đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng một chưởng đỡ thành công. Diệp Hoa sử dụng đấu ký Chấn Thiên Ấn là tạo ra một bàn tay đánh vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho ra dị phả Hằng Cổ Xích màu hồng chống đỡ. Thanh niên Tiêu Viêm khiêu khích Diệp Hoa đấu đế 6 sao sơ kỳ mà yếu thế. Lúc này Tiêu Viêm đang cho ra linh hồn hấp thu năng lượng để tấn công Diệp Hoa. Diệp Hoa sử dụng đấu ký Chấn Thiên Chi Thủ là tạo ra hai bàn tay đánh vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng đấu ký Luân Hồi Chỉ là tạo ra một chùm tia sáng bắn về phía Diệp Hoa, khiến Diệp Hoa phọt máu mồm trên bay về phía sau. Diệp Hoa xin Đồng Hiểu mau ra tay đánh Tiêu Viêm, chứ mình hắn không đánh được Tiêu Viêm. Đồng Hiểu tuyên bố Tiêu Viêm chạy lên huyện cũng không phát được đâu em trai. Đồng Hiểu đấu đế 6 sao sơ kỳ di chuyển đấm một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho ra linh hồn tìm kiếm được Hiểu Đồng muốn đánh. Tiêu Viêm đã di chuyển né được. Do đó Đồng Hiểu nói chuyện với Tiêu Viêm phản xạ rất nhanh. Bao sao chỉ cần một chiêu đã đánh được Diệp Hoa phật máu mồm. Đồng Hiểu lao vào đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tạo ra một bộ áo giáp đấu khí phòng thủ do đấu kỹ Man Hoàng Thể. Tuy nhiên Đồng Hiểu chửi Tiêu Viêm cái gì đó, khiến Tiêu Viêm điên lên sử dụng đấu kỹ Đế Ấn Quyết bốn ấn nhân địa ấn dung hợp. Nên Đồng Hiểu sử dụng đấu kỹ Đoạt Mệnh Truy Hồn Thử là tạo ra một bàn tay màu đen đánh vào đấu kỹ Đế Ấn Quyết của Tiêu Viêm, làm cho đám người Phương Hoa đang đứng bên ngoài quan sát cũng phải lùi về phía sau mấy bước. Về phần Đồng Hiểu đã phật máu mồm trên. Nói chung Đồng Hiểu là người của Bắc Minh chi địa. Hắn đã sử dụng mật pháp ám hắc thăng khí, là Đồng Hiểu từ đấu đế 6 sao sơ kỳ lên đấu đế 6 sao hậu kỳ. Đồng Hiểu cho Tiêu Viêm biết, Tiêu Viêm chính là người đầu tiên đánh được hắn ra thế này. Hắn sẽ chém ba đời nhà Tiêu Viêm. Đồng Hiểu đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên tay phải cũng đấm một chưởng chống đỡ. Tiêu Viêm đã lùi lại về phía sau, còn Đồng Hiểu vẫn bình thường. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng phát biểu chiến thuật của mình, là hắn đang cầu giờ đợi thời gian cho Đồng Hiểu hết mật pháp tăng cấp độ ảo. Nhưng Đồng Hiểu cho Tiêu Viêm nghe là hắn chỉ cần một thời gian có thể và chết được Tiêu Viêm ngay. Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa Hằng Cổ Xích ném hai chưởng vào Đồng Hiểu. Còn trên tay Tiêu Viêm lôi ra cây huyền trọng xích có chữ càn chém vào Đồng Hiểu. Đồng Hiểu dùng đấu khí phòng thủ, nhưng Đồng Hiểu đã bay về phía sau mấy trăm mét phọt máu mồm trên. Do đó Đồng Hiểu đã điên lên sử dụng đấu kỹ ám hắc. Cơ thể Đồng Hiểu lại tỏa ra mùi của đấu đế 7 sao sơ kỳ. Hắn tạo ra một thanh đao màu đen. Tiêu Viêm cũng hiểu đây có thể là pha combat một ăn một tịt cuối cùng. Tiêu Viêm tiến vào trạng thái bán thiên nhân hợp nhất hai cấp độ 7 sao đấu đế. Tiêu Viêm dùng đấu kỹ Đế Ấn Quyết 4 ấn nhân diệt ấn dung hợp là tạo ra một chưởng màu vàng đánh vào Đồng Hiểu. Đồng Hiểu chém một đao màu đen vào Tiêu Viêm và đã tạo ra một vụ nổ nát bầu trời. Hiện tại Tiêu Viêm đang hấp thụ năng lượng trời đất để bổ sung đấu khí đã mất.
hắn đã sử dụng đấu kỹ đến quyết nam ấn cổ đế ấn dung hợp đánh vào Đồng Hiểu. Trở lại với Lâm Kỳ và Phương Hoa nhận định trưởng này của Tiêu Viêm phải đấu đế 8 sao mới đỡ được. Đồng Hiểu sử dụng đấu kỹ bật pháp phá vân khí trong đỡ. Còn về đám người Lâm Kỳ, Phương Hoa đã bật la chắn đấu khí phòng thủ vì năng lượng tạo ra vụ nổ đang lan ra. Và cụ Đồng Hiểu đã ra đi chân lệnh toát trên luôn tài chân. Diệp Hoa trước khi chạy đã nói với Tiêu Viêm là sẽ bị Hắc Am Các gian ảnh truy nã tìm trẻ con Tiêu Viêm báo thù. Tuy nhiên Tiêu Viêm muốn giết luôn cả Diệp Hoa để không một thằng nào kể chuyện Đồng Hiểu bị chết dưới tay hắn. Tiêu Viêm đánh một trường vào đám người Diệp Hoa. Đám người Diệp Hoa bật đấu khí phòng thủ nhưng đều đã bị phá vỡ. Do đó hai tên đấu đế 5 sao của bên Diệp Hoa đã cho nổ cơ thể từ bao. Diệp Hoa xin Tiêu Viêm mà giết hắn. Người của Thiên Cơ Tông sẽ truy sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng sức mạnh đấu đế 7 sao của mình giết hết toàn bộ đám người Diệp Hoa sạch sẽ. Lúc này đám người Lâm Gia và Bách Hoa Cốc Phương Hoa cũng cảm thấy Tiêu Viêm quyết đoán. Còn Tiêu Viêm đi đến cái xác của Đồng Hiểu lấy chiếc nhẫn trên tay. Tiêu Viêm dùng linh hồn xem xét chiếc nhẫn. Hắn phát hiện có một lệnh bài màu đen. Lệnh bài này chính là mật pháp thăng khí của Đồng Hiểu. Tiêu Viêm phát hiện Đồng Hiểu đã chết. Tại sao trên lệnh bài lại có linh hồn? Tiêu Viêm dùng linh hồn xâm nhập vào lệnh bài. Nhưng linh hồn trên lệnh bài đang kháng cự. Sau khi lệnh bài mật pháp thăng linh bị Tiêu Viêm phá được phong ấn linh hồn đã nói chuyện với Tiêu Viêm phá được linh hồn của hắn để lại. Khả năng Đồng Hiểu đã bị Tiêu Viêm giết. Người của Am Hắc Các sẽ tìm Tiêu Viêm sau một thời gian nữa. Hiện tại đám người Tiêu Viêm đã quay trở lại cái miếu. Tiêu Viêm sắp xếp đám người Phương Hoa và Lâm Kỳ hãy ở lại cái miếu vài ngày. Còn Tiêu Viêm đã di chuyển đến một ngọn núi tu luyện. Hắn cho ra Hỏa Linh Tiểu Y hãy đứng canh gác. Khiến Tiểu Y không thích nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dù Tiểu Y làm xong việc canh gác sẽ tặng cho một hạt lửa. Do đó Tiểu Y khuôn mặt nhìn hớn hở. Vì vậy Tiêu Viêm đã đi vào một hang động bắt đầu tu luyện thuật pháp của dị tộc là luyện thể pháp. Nói chung ở chỗ này có đủ năng lượng trời đất cho Tiêu Viêm học thể pháp. Tiêu Viêm đang khoanh chân hấp thu năng lượng đất. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm học thành công tầng 1 luyện thể pháp, cơ thể Tiêu Viêm trở thành màu vàng. Và cuối cùng Tiêu Viêm học thành công man tộc thể tu chi pháp. Chuyển đến chỗ cái miếu, đám người Phương Hoa Lâm Kỳ đã bị đám người thanh xanh của Thiên Giao Nhất Tộc đánh bay. Phương Hoa dọa thanh xanh của Thiên Giao Nhất Tộc là Tiêu Viêm trở về sẽ giết đám người thanh xanh. Do đó thanh xanh xin Phương Hoa thời gian Tiêu Viêm bao lâu sẽ trở về. Phương Hoa theo tính toán của cô, Tiêu Viêm 2 ngày nữa sẽ trở lại cái miếu. Nên thanh xanh cảm ơn Phương Hoa đã tiết lộ thông tin của Tiêu Viêm. Chứ hắn đi tìm Tiêu Viêm mãi để báo thù cho người Thiên Giao Nhất Tộc bị giết. Lúc này Tiêu Viêm đã đi đến cái miếu. Bên trong cái miếu có người của Hắc Am Các đã xuất hiện. Lâm Kỳ đang bị trói. Tiêu Viêm tuyên bố đám người Ám Hắc Các mà đánh đám người Lâm Kỳ. Hắn sẽ tàn sát toàn bộ đám người Ám Hắc Các. Lâm Kỳ khuyên Tiêu Viêm mau rời khỏi chỗ này. Khi Ám Hắc Các có hai tên đấu đế 6 sao hậu kỳ. Tuy nhiên Tiêu Viêm vẫn không thấy đại sư huynh của Ám Hắc Các xuất hiện. Nên hắn không hề sợ đám người Ám Hắc Các đang có mặt ở chỗ này. Nhưng một tên áo tím của Ám Hắc Các phân tích với Tiêu Viêm là Tiêu Viêm có một mình làm sao đánh được hai đấu đế 6 sao hậu kỳ. Kèm theo bọn họ liên thủ đánh úp một mình Tiêu Viêm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.